vui kể nhau nghe. Rồi từ từ, bằng cách nào đó, giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình. Thế là họ ít liên lạc với nhau. Dần dần tin nhắn ít đi, những cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước. Đơn thuần chỉ là hỏi ăn gì chưa, sức khỏe thế nào, vài ba câu thế thôi. Và một trong hai người sẽ kết thúc bằng một lý do nào đó vu vơ, chẳng hạn như là bận,